Có rất nhiều comment về vấn đề phối trộn Rari Domingo. Các bạn đang bàn luận về tự phối trộn có thực sự tốt không? Có mang đến hiệu quả không? Và sao đỉnh bằng Syngenta? Nên bây giờ mình gợi ý cho các bạn luôn. Mình sẽ dùng Mango Jet, đỉnh nhất thị trường là đi thang của Đào. Tiếp theo mình dùng Metalaxin, VIP Pro nhất là Matasin của Map Pacific. Vậy chúng ta sẽ có đầu vào Mango Jet là 800g trên ký, Metalaxin là 500g trên ký. Đầu ra mong muốn của Mango Jet là 640g trên ký và Metalaxin là 40g trên ký. Cùng mình thiết lập công thức trộn ra Rari Domingo nhé. Bạn sẽ lấy số đầu ra chia đầu vào rồi nhân cho 1 ký. Khối lượng Mango Jet cần dùng, bạn lấy đầu ra 640 chia đầu vào 800 rồi nhân 1 ký, ra được 0,8 ký. Lượng Metalaxin cần dùng, bạn tiếp tục lấy đầu ra là 40 chia đầu vào là 500 rồi nhân cho 1 ký, ra được 0,08 ký. Vậy tổng khối lượng là 0,88 ký. Bạn có thể pha thêm Trisilocin Ethoxylate để tăng hiệu lực tác dụng. Còn bạn cần trộn 10 ký thì làm tương tự. Lấy đầu ra chia đầu vào rồi nhân với 10 ký. Chúc bạn thành công và tiết kiệm được nhiều chi phí. Nếu bạn thấy video hữu ích hãy lưu lại. Bạn thấy video hay hãy thả tim giúp mình nhé. Bạn còn thắc mắc gì hãy để lại comment. Cảm ơn bạn đã xem video.